Có nghĩa là nếu CO2 2 cộng hết rồi thì nước bị đệm phân. Nước đệm phân. Thế người ta có làm như thế không em? Người ta có làm đến lúc nước đệm phân không? Không, làm gì đệm phân thì tốn điện này. Người ta chỉ đệm phân bản thân là muốn đệm phân để điều chế cái gì thôi. Điều chế CU thôi, hết CU rồi thôi đệm phân gì nữa, tốn điện, tác dụng. Hả? Đấy. Trong thực tế thì chẳng bao giờ người ta điện phân hết CU2 cộng mà vẫn tiếp tục cắm điện. Nào, còn ai hỏi gì nữa không? Kết có hiểu không? Có hiểu không? Rồi thế câu hỏi ra cho các em là câu hỏi tại cực âm xảy ra cái quá trình gì? Cực âm xảy ra quá trình gì? Ai xung phong à? À bây giờ lần này xem Hưng đúng nè. Ờ đúng rồi, tại cực âm xảy ra quá trình khử, như khử CU gì? À đúng, khử CU2 cộng hoặc là CU ra 4 nha. Thế tại cực dương xảy ra quá trình gì? Oxy hóa nước, đúng rồi, rất tốt. Hoặc là CO2 cộng đã bị gì? Đã bị gì các em? Ở đâu? Ở cực âm. Thế HCO đã bị gì? Ở cực dương. Đấy. Tí nữa thầy sẽ quay lại cái câu hỏi vừa rồi thì các em sẽ trả lời được một cách bản chất. Không thì thầy cứ bảo các em chọn đáp án này nhá, các em chả hiểu vì sao chọn, nó không hay. Bây giờ kem đến với câu NaCl. Ai xung phong với NaCl nào? Kẹt nào. NaCl đầu tiên phân ly thành cái gì đã? Cộng. Thế là trừ. Tại cực âm nó có gì? Có gì nữa? Tại dương có gì? Rồi, thế cực âm thì cái nào điện phân? Nước điện phân hay NaCl cộng? Phương trình à? Thành OH trừ cộng với H2. Nó cân bằng. Thêm 2 vào đây. Thêm 2 đây cho đủ H. Đây 2 OH trừ thêm đây là 2. Đấy. Thế tại cực dương xảy ra quá trình điện phân cái gì? Sẽ là trừ thành. Trừ E đúng không? Thành. Thế là 2 cân bằng, đây là 2 thêm mấy vào đây? Vậy thì mấy E? 2 vào đây. Bây giờ mình cộng 2 vế vào với nhau. Đây 2, 2 vừa đủ rồi, không cần phải nhân trước cả đúng không? Vậy cộng vào là 2 HCO cộng với gì nữa? 2 sẽ là trừ để tạo thành 2 OH trừ cộng H2 và cộng sẽ là 2, đấy khí. Sau đó thì bây giờ đây là phương trình ion, ta chuyển thành phương trình phân tử bằng cách ta thêm ion đối thôi. 2 HCO sẽ là trừ ion đối là cái gì đây? 2 NaCl tạo thành cái ion đối của cái OH thì cũng là Na cộng thôi. Vậy thì ghép lại thành gì? NaOH cộng với. Và đây chính là cái phương trình mà các em học từ lớp 10 em ạ. Đây là phương pháp điều chế clo ở trong công nghiệp. Đấy, phương pháp điều chế clo trong công nghiệp học ở lớp 10 rồi. Lớp 10 đã biết cái này rồi. Đó là điện phân không bằng ngăn. Đấy, nhưng mà các em chả hiểu vì sao cái phương trình này. Đến bây giờ các em mới hiểu được. Nào, bây giờ thầy hỏi câu hỏi là tại cực âm xảy ra quá trình gì? Lần nào? Tại cực âm xảy ra quá trình khử nước cộng á? Khử nước, đúng rồi. Khử nước. Chưa chính xác đúng không? Nó cộng hoàn toàn nó có đúng đấy, không động tới. Nào, thế tại cực dương xảy ra quá trình gì? Oxy hóa sẽ là trừ, chính xác. Đấy, đây sẽ là trừ, oxy hóa sẽ là trừ. Thế thầy hỏi là tại cực, không phải câu tại cực mà, Na cộng đã bị gì? Đã bị làm gì ở trong cái quá trình này, trong cái phản ứng này?
Nó chả bị làm sao cả, đúng rồi. Nó cộng không phản ứng gì cả. Thế sẽ là trừ đã bị gì? Đã bị oxy hóa. Thế nước đã bị gì? Nước đã bị khử. Tương tự như vậy thì cái cao hát cũng thế này. Hai thằng này cũng tương tự như thế. Bây giờ chúng ta quay lại với câu hỏi 24. Câu 24. Ion là cộng bị khử khi thực hiện phản ứng nào? Các em biết rằng là điện phân dung dịch thì là cộng có bị khử gì không? Chắc chắn là không. Đấy. Hoàn toàn trong dung dịch thì thằng Na cộng không có tham gia gì. Vậy các em bỏ đi những đáp án nào có dung dịch. A, C, D đều dung dịch hết đúng không? Vậy chỉ còn một đáp án nào thôi. B thôi. Đấy. Bây giờ các em hiểu chưa? Tóm lại là các ion kim loại mạnh đó là K cộng, Ba2 cộng, Ca2 cộng, Na cộng, Al3 cộng, Mg2 cộng không bị khử ở trong nước. Đấy, không bị khử trong nước. Các em nhớ điều đấy nha. Vậy chỉ có mỗi đáp án B thôi. Thế nhưng mà vấn đề là hãy biểu diễn cái quá trình điện phân NaOH nóng chảy. Biểu diễn. Ai biểu diễn được? Để các em hiểu kỹ hơn. Hưng nè. Poly đánh cái gì đã? Đã cộng. Đúng rồi, cộng hóa trừ tại cực âm. Nhóm E thành nhóm A, thành cực dương. Hóa trừ trừ E đúng không? Trừ E thì thành cái gì? Oxy và H cộng, đúng rồi đấy. Cân bằng đây mấy oxy? 2 oxy. Mấy H cộng? 2. Mấy E? Không phải 2 E đâu. Để làm sao biết thì em phải tính toán làm sao nó đủ điện tích em ạ. Đây là 2 cộng. Đây là 2 trừ, vậy thì nó phải trừ đi bao nhiêu E để thành 2 cộng? E là âm nhá, một E là một âm. Đang là 2 trừ mà trở thành 2 cộng, vậy thì nó phải bớt đi mấy E? 4. Đúng rồi. 4 E thì mới thành 2 cộng được. Tính toán bình thường thôi. Hoặc là các em có thể hiểu một cách là oxy là mấy âm? Oxy thì có hai âm. Mà thành O0 tức là một oxy thì mất đi mấy E? 2 E mà mấy oxy đây? 2 oxy thì mất đi mấy E? 4. Vậy thì các em đã hiểu là trong quá trình điện phân nóng chảy thì Na cộng bị gì? Bị khử, đúng rồi. Na cộng bị khử. Thế cái gì bị oxy hóa? Đúng rồi, OH trừ bị oxy hóa. Đấy, đây là nóng chảy nhá. Ta ghi là nóng chảy. Đây là C là nóng chảy. Thế bây giờ các em thực sự hiểu câu hỏi này chưa? Lần trước các em đã gặp một câu rồi, không biết là đâu ấy. Đây bảo là các em để học sau ấy. À đây, câu 10. Các em quay lại câu 10 không thầy? Chính xác là câu 10 thầy bảo là để sau ấy. Chính là hôm nay thầy nói. Quay lại câu 10. Câu 10. Trong quá trình điện phân dung dịch KBR, điện phân dung dịch KBR, phản ứng nào xảy ra? Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương? Ở cực dương nào, ai xung phong nào? Mời Hằng nào.
Em chọn đáp án trước đi đã, sau đó em giải thích sau. Cực dương, đáp án C. Đúng rồi đấy, chuẩn luôn. Bây giờ em giải thích nào. Đầu tiên là KBR phân ly thành cái gì? Đúng rồi. Tại cực âm có. Đúng rồi, cực dương. À, bây giờ trừ H2O, tốt lắm. Thế bây giờ ở cực âm thì xảy ra điện phân cái gì? Nước cộng 2E thành H2 cộng OH trừ 2, 2 vào đây, tốt. Thế cực dương BR trừ 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 2E thành BR2. Đấy, vậy thì bây giờ trừ bị gì nhỉ? Đúng rồi, bị oxy hóa. Đó, vậy người ta hỏi là phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương, vậy thì ion BR trừ bị oxy hóa, đáp án C. Tốt. Lúc mấy bạn Vân Anh bạn ấy hỏi là có điện phân nước tiếp không ấy, thầy bảo là không, bởi vì là người ta không điện phân đến khi nó cạn kiệt cái ion này. Để điện phân đi cạn kiệt rồi thì chỉ có nước điện phân làm gì, hiểu chưa? Người ta chỉ dừng đến khi nào brom hết thôi. Khi nào brom hết thì người ta dừng. Thế còn tại khi nào biết nó hết thì người ta phải tính toán. Người ta phải tính toán, người ta phải có cái cách thử của người ta, mình không quan tâm. Có cái phương pháp thử khi nào nó hết. Đấy. Bây giờ chúng ta đến với câu tiếp theo là câu 25. Ở trên lớp thì các em sẽ không bao giờ được học những cái kiến thức này, bởi vì cái thứ này nó không có trong sách giáo khoa. Câu 25. Phản ứng Al cộng H2O cộng NaOH thành NaAlO2 cộng 3/2H2O cộng 3/2H2. Chất tham gia phản ứng ta vai trò là chất oxy hóa. Vận dụng ngay những cái gì thầy đã dạy đúng không? Thầy sẽ cho các em một cái dấu hiệu nhá. Dấu hiệu nhận biết chất oxy hóa dứt khở. Dấu hiệu nhận biết chất oxy hóa và chất khở. Ai cho thầy biết dấu hiệu là gì đâu? À, mày Hưng nè. Khở là tăng đúng không? Đúng rồi. Thế còn oxy hóa là gì? Là giảm, nhưng giảm cái gì? Đúng rồi đấy. Chất oxy hóa là chất tăng. Là tăng số oxy hóa. Thế còn chất khử là giảm số oxy hóa. Thế ai thích được vì sao chất oxy hóa lại tăng được số oxy hóa? Để thích vì sao? À, cứ kiệt nào. À, Hưng nè. Chất khử là chất tăng, không phải giảm. Em nói đúng đấy, chất khử là cho E. Mà cho E thì thế nào tiếp? Cho E nó tăng. Tại sao cho E nó tăng? Tại sao cho E lại tăng được? Ai biết không? Tại sao cho E lại tăng được? Đây là em học thuộc thôi, nhưng mà em chưa hiểu bản chất. Mời em, nói tiếp. Ừ, đúng rồi đấy, nhưng vì sao diện tích tăng lên? Đúng rồi đấy, bản chất E là điện gì nhỉ? Điện âm. Mà cho E tức là mất điện gì đi?
mất điện âm đi thì cái phần dương ở bên trong làm sao? Nó phải tăng lên. Mà phần dương tăng lên thì chính là số oxy hóa em ạ. Cái số oxy hóa là nó phản ánh cái điện tích ở trong. Điện tích mà càng dương thì số oxy hóa cũng dương theo. Đấy, mà điện tích càng âm thì số oxy hóa cũng sẽ âm theo. Số oxy hóa bản chất chính là điện tích. Lại nha, chất ô à, thầy viết ngược. Thầy viết ngược, chất đây chất khử. À, thầy viết ngược, chất khử chất oxy hóa. Lại. Thầy viết ngược. Nói một đằng thì viết viết một nẻo. Viết ngược. Lại nha, chất khử là chất gì? Cho e. Mà cho e là bớt điện gì đi? Bớt âm đi thì cái phần dương bên trong phải làm sao? Phải tăng lên. Vậy số oxy hóa phải tăng. Thế còn chất oxy hóa thì ngược lại là chất nhận e. Mà nhận e tức là nhận cái gì về? Nhận điện âm về. Nhận điện âm về thì cái phần âm lại làm sao nhỉ? Lại nhiều lên. Đấy, phần âm nhiều lên, phần dương giảm. Vậy thì số oxy hóa phải làm sao? Phải giảm theo. Đấy. Vậy thì cái phản ứng này, phản ứng Al cộng với H2O cộng với OH thành NaAlO2 cộng 3/2 H2. A cho thầy biết nào. Chất oxy hóa là chất nào? Thành nào? H2O, em giải thích vì sao? H từ dương 1 thành gì nhỉ? Thành 0 đúng rồi đấy. Chính xác, từ dương 1 thành 0 nó giảm nó phải chất gì? Oxy hóa. Chất nào bị là chất khử? Chất nào chất khử? Al từ 0 thành gì? Al cộng 3. Đây là nó tăng đúng không? Đây là chất khử. Đây là chất oxy hóa. Thế chất nào bị khử? Chất nào bị khử trong cái phản ứng này? H2O đúng không? Bị khử. Chất nào bị oxy hóa? Al. Thế còn NaOH? NaOH vai trò nó là gì đây? Không phải là bên trung gian. À, nó là đóng vai trò là môi trường đúng rồi đấy. À, chính xác, đóng vai trò là môi trường, tức là nó là môi trường để tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra. À, thế còn nó không có nó thì không có môi trường để cho phản ứng xảy ra được. Đấy, môi trường rất quan trọng em ạ. Đấy. Môi trường rất quan trọng, sống ở trong môi trường nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái chất cũng thế thôi, môi trường rất quan trọng tác động đến nó. Vậy thì chúng ta chọn đáp án nào? Đáp án C. Câu 24 đáp án C nhá. Đấy, tốt lắm. Bây giờ các em sẽ đến với câu 25, à, câu 26. Để cái câu 24 hay là 25 nhỉ? 25. Câu 26. 31,2 gram hỗn hợp bột nhôm và Al2O3 tác dụng với NaOH dư phát ra 13,44 lít khí được cái tiêu chuẩn khối lượng mỗi chất ban đầu. Câu này là siêu đơn giản thôi. Ai Dung Phong à? Diệu Linh à? Em viết phương trình trước nào. À, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, tốt lắm. Nào làm đi, ở dưới các em làm đi. Làm rồi làm lại cho hiệu quả hơn. Cùng bao nhiêu? 0,6 đúng rồi. Vậy số mol của Na à của Al. À 0,6 nhân 1 chia 3/2 0,4. Tốt lắm. Thế từ đó em tính cho thầy. À, khối lượng Al bằng 0,4 nhân bằng bao nhiêu? 1,8 gram. Thế từ đó yêu cầu tính cái gì? À, khối lượng mỗi chất. Vậy suy ra khối lượng bằng bao nhiêu? 20,4. Vậy em chọn đáp án nào? À, đúng rồi, em chọn đáp án C. Tốt.
Thế câu này còn có ai hỏi gì không? Làm chưa? Làm chưa? Hả? Em làm từ bao giờ? Thầy làm cái gì em phải làm lại hết cái đấy. Đừng có lười. Em không làm thì em ngồi làm gì? Đúng không? Làm cho nó hiệu quả hơn. Nào, bây giờ ta tiếp tục nha. Nào bây giờ các em tiếp tục với thầy ở câu 27. Câu 27, chỉ dùng một kim loại, hãy phân biệt các hóa chất sau. Câu 27. NaCl NH4 Cl FeCl3 NH4 hai lần CO3 AlCl3. Nào ai xung phong câu này nào? Chỉ dùng kim loại, không ai xung phong à? Nói chung là thầy gợi ý đấy, những câu này các em nghĩ ngay đến Ba. Đấy, Ba là kim loại đa năng. Tại sao đa năng? Bởi vì là Ba mà tác dụng với nước thì nó sẽ được hai ion quan trọng là ion OH trừ và ion gì Ba 2 cộng. Ba 2 cộng thì là kết tủa với cái gì? Với CO3 hoặc là SO4. OH trừ thì kết tủa được với Al3 cộng, Al Fe3 cộng,
Đấy, làm cho khí bay hơi. Đấy, tốt nhất là em dùng bea. Bea là hiệu quả nhất. Đừng nghĩ làm gì cho nhiều đau đầu mà. Nào, dùng bea thì cái NaCl này thế nào nhỉ? Đúng rồi, chỉ có khí thôi. Có khí và không có cái tủa thì là NaCl. Thế còn NH4 nó có khí mùi khai. Đấy, không kết tủa thì NH4Cl. Thế còn FeCl3 thì là kết tủa màu, màu nâu đỏ chứ. Kết tủa nâu đỏ FeOH 3 lần thôi mà. FeCl3. FeOH 2 lần là trắng xanh. FeOH 3 lần là nâu đỏ. Thế còn NH4 2 lần CO3 thì là vừa kết tủa màu trắng. Đúng rồi, vừa có khí mùi khai. NH4 2 lần CO3. Thế còn cái này là có kết tủa, kết tủa trắng và lại tan dần đúng không? Kết tủa trắng. Đấy. Và không có khí mùi khai. Không có khí mùi khai. Kết tủa trắng sau đó lại tan. Thế phương trình. Ai viết phương trình như thầy nào? Viết phương trình, các em có thể viết phương trình dạng ion cũng được. Không nhất thiết phải dạng phân tử. À, không gai xung phong à? Ba cộng với H2O thành cái gì? BaOH tất cả hai lần cộng H2. Đấy, cân bằng hai lần thôi. Thế sau đó thì BaOH hai lần nó phân ly. Đấy, phân ly thành cái gì nhỉ? B2 cộng và OH trừ. Đấy. Cái NaOH này nó không phản ứng gì thêm, ta dừng lại đấy. Thế còn NH4Cl thì ta có N4 cộng cộng OH trừ. Thì H cộng nó đang ở trong NH4 này sẽ nhảy sang OH thành nước và nhả cái gì ra? Nhờ NH3 mùi khai. Đấy. Rồi. Thế còn FeCl3 thì phương trình ion đó là Fe3 cộng. Cộng với lại 3Cl trừ, 3OH trừ thành FeOH 3 lần kết tủa màu và nâu đỏ. Tiếp theo NH4. NH4 cộng thì như trên rồi thì không nói lại nữa nhá. NH4 cộng này, NH4 2 lần CO3 này, còn NH4 cộng này phản ứng giống như trên này. Đấy, không nói nữa. Bây giờ ta nói đến cái gì thôi? CO3 2 trừ. Đấy, này thôi nói nữa. CO3 2 trừ cộng với lại Ba 2 cộng để thành Ba CO3 kết tủa, đúng rồi. Thế còn cái Al, Al thì là Al3 cộng cộng với lại 3OH trừ thành AlOH tất cả 3 lần, sau đó thì AlOH tất cả 3 lần cộng với OH trừ tiếp AlO2 trừ cộng với 2 nước. Đấy, kết tủa màu trắng. Sau đó thì kết tủa trắng lại tan.
Em tiếp tục. Câu 28. Câu 28. Cấu hình ấy trong lớp ngoài cùng của kim loại kiềm, của cái lạm kiềm thổ là, này quá dễ đúng không? Ba trung phong không? Rồi Diệp nào. Chọn đáp án A, kim loại kiềm thổ là nhóm 2A đúng không? Vậy nó có hai E nó cuối cùng, rất tốt. Đáp án A, câu 29 nào. Ai trong phòng có 29 nào? Minh, có Minh với Hưng nào. Mời Minh nào. AL cộng cộng NOH viết phần ngày trước đúng không? Cộng H2O thành tốt lắm. Ờ 0,3 bao nhiêu? 0,2 đúng rồi. AL cộng HCl cộng 3/2 H2. Các em làm bài đi, nói chuyện nhiều hết. 3 và HCl 29 chưa? Chưa lúc nào? Tuần trước hả? Không sao, các em làm tiếp đi. Nào, đây, cái này bao nhiêu? Còn nữa đúng không? Còn MG nữa đúng không? Còn HCl thành cái gì? Cân bằng nào. 2 vào đây. Tốt. Đây là 0,2. Đây là 0,3. Và tổng là bao nhiêu? 0,4. Vậy trên này 1, vậy này bao nhiêu? 0,1 đúng rồi. Vậy từ đó tính thành phần trăm của nhôm bằng 0,2 nhân 27. Trên 0,2 nhân 27 cộng 0,1 nhân 24 nhân 100 69,2%. Rồi rất tốt. Để chọn đáp án. Đoán đi. Đấy. Bây giờ thầy chữa tiếp sang câu 30, sau đó các em chấm. Chấm tuần trước vậy hả? Câu 30. Cho bari dư tác dụng với dung dịch chứa X mol HCl, thu được A 1 mol H2. Cho sắt dư tác dụng với dung dịch X mol HCl, thu được A 2 mol H2. Quan hệ giữa A 1 và A 2. Qua trung phong câu 30 không? Mỗi Dẹp thôi à? Ai nữa không? Mời Kiệt tên nào? Nào, trả lời đi. Rồi. Ba cộng với HCl ra BaCl2 cộng H2. Gì nữa nào? 2 rồi, đúng không? Sau đó làm gì nữa? Fe cộng HCl. BaCl2 cộng H2. Rồi sao nữa? Còn gì nữa? X mol HCl. Rồi. Nhân chéo cho thẳng đi. Để x trên 2 đúng không? Gì nữa? Lại x đúng không? X trên 2. Cái này bằng A1 gì? Này bằng A2 gì? Nó suy ra bằng nhau à? Không đúng. Ai có ý kiến khác không? Tất nhiên là không đúng rồi. Ba dư mà dung dịch HCl thì ngoài HCl ra còn có gì nữa?
À, nước. À, thế cái nào tác dụng với nước được? À, đúng rồi, cái bia ta tiếp tục tác dụng với nước em ạ. Đấy. Thành BaOH tất cả hai lần cộng với gì nữa? H2, hai vào đây. Vậy thì cái A1 này không phải là mỗi cái trên này đâu. Còn đây nữa. Đấy. Cả cái chỗ này, cái này gộp vào bằng A1. Mà cái A1 đương nhiên nó chứa trên 2, tức là ít nhất là bằng A2 nhưng mà cộng thêm cái ở dưới nữa. Vậy cái nào sẽ nhiều hơn? A1 thì nhiều hơn. A1 lớn hơn A2. Để thế thì thầy xem lại, thầy cho lại đáp án có gì đâu. Cái đáp án này thầy lấy của nó thôi, nhưng thầy đã chữa đâu, thầy đã làm đâu, bây giờ thầy mới làm. Chỉnh lại có gì đâu. Thế là chốt là A1 lớn hơn A2, đáp án A. Không phải là, có thể là nó trong quá trình làm nó nhầm lẫn, chuyện bình thường, đánh nhầm đáp số hoặc là đánh nhầm đáp án. Cái này nó tác dụng với nước thì đương nhiên nó sinh ra lượng hydro khi nhiều hơn ở trên. Đấy. Bởi vì nước nó nhiều mà, dung dịch HCl thì nước nhiều hơn HCl rất nhiều. Vậy thì Ba mà dư thì cái nước nó sinh ra hydro nhiều hơn là do với HCl đấy. Vậy cái A1 này lớn hơn rất nhiều so với A2 chứ không phải là bằng. Nào bây giờ đếm điểm tiếp nhá. Kiệt nào, nãy giờ có mấy điểm? Không, nãy giờ xung phong cơ. Một hả? Rồi, Hưng nào. 5 lần xung phong à? 5 lần xung phong nhưng mà có đúng hết đâu nhỉ? Hình như em đúng có 2 câu hay sao ấy. Hả? 4 à? Dương nào. Tùng chưa thêm. Lân. Lân hình như có 1 lần đúng không? Rồi. Hiếu. À, Vân Anh. À, Diệu Linh 1, Diệp 2, Thu 1, Minh có lấy được cộng 1, Hằng rồi, Trang thì chưa đúng không, Trang Hoàng chưa thêm, Thành rồi. Thế còn hôm trước là chấm điểm rồi đúng không, có thêm điểm gì nữa không? À, làm cả đề 2 rồi gì? Đề 2, đề 3 làm rồi gì? Thôi rồi, để chủ nhật thầy cho đáp án này chấm tiếp nhá. Bây giờ các em ghi vào phiếu đó nào. Kiệt là 1, Hưng là 4, Tùng cộng 1, Hiếu cộng 1. Đấy. À đâu, Hiếu không? Nhầm. Lân mới là cộng 1, Hiếu không. Vân Anh cộng 3, Linh cộng 1, Diệp cộng 3, Thu cộng 2, Minh cộng 2, Hằng cộng 1, Trang cộng 1, Hoàng cộng 1, Thành cộng 1. Nếu mà các em làm xong cái tập đề 1, đề 2 rồi, đề 3 rồi thì các em sẽ làm tiếp cái nhôm đi. Diệu Linh đâu? Hiểu đâu? Đó, cái tàu này của ai đây? Cái tàu này của ai đây? Hiếu à? Ai của Lân? Thầy chào em. Thầy chào em. Thi cái gì em? À, mà đi thử hả? Rồi.
Chào em.